Mấy nhiều hả? Dạ 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 thiếu lắm. Anh nhồng chị 10 ngàn, bà chị á, bà tướng, bà các chị á, bà hên cái là lúc đó dịch chưa bùng. Chưa bùng, thành tử ra khi mà liệm chị, tụi chị lo hộ quân liệm cho bà được, xong rồi vô 2 ngày bà lấy cốt rồi. Còn con chị Mai mình thì nhờ con chị Phương, nhờ hoàn toàn nhờ chị Phương thôi, 3 ngày mai con cốt. Có cái là anh nhồng 10 ngàn, kết thúc 15 ngàn. Mai 3 ngày, chị kết 2 ngày. Chị kết 2 ngày, chị Mai 3 ngày. Là con chị Phương nó lo cho chị Mai mới được. Dũng cũng lâu lắm à. Thằng Dũng cũng mười mấy ngày luôn. Đó là vấn đề là kết cuộc như vậy. Thành thử ra chị nói thật, chị rất buồn. Còn cuộc chết thì không cho hay mà chỉ cho thằng này hay thôi, với con Trinh dứt khoát là thằng cuộc. Em không biết cái gì anh cuộc không? Thì chị dâu duy nhất mình Kim Tử Long biết thôi. Là tại vì con Trinh nó phải cho ba đó. Chứ tụi chị giấu, kết cuộc rồi tụi chị giấu. Con cô điện gì đâu, con bắt máy mà. Em biết con Trinh nó mới điện có hết rồi. Lúc mà cô nằm viện á, cho con Trinh số tài khoản để con chuyển tiền cho gấp cho Dượng mua, cho chị hỏi bình tĩnh, chị nói Dượng Trinh nó xin số tài khoản không, con không nhận cái gì hết. Con tại Ba Long, con phải báo cho Ba Long biết tình trạng của cậu thôi, chứ con quá quá không nhận. Thì chị không có cho Trinh tới chừng thằng cuộc nó mất, thì Trinh mời nhà con mời cô.